Có bán hàng không? Anh cần mua gì ạ? Cần bà chị trả một món nợ. Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Anh giở trò tôi báo công an đấy. Báo đi. Ngon thì báo đi. Tôi đến đây ấy chỉ để là chuyển lời và muốn chắc chắn từ vợ con nợ. Nghe có vẻ chồng của chị không muốn trả món nợ 300 triệu cho anh Quảng nhỉ? Tôi không liên quan đến anh ta nữa. Tao không cần biết mày và chồng mày như thế nào. Nhưng nội trong ngày mai mà mày không trả ấy. Thì cái kết nó không tốt đâu. Hiểu chưa? Chị định thế nào? Chứ như thế này làm sao mà làm ăn được? Chị ra ngoài một chút nhá. Chị đến. Vân đi à? Dạ, cháu chào hai bác ạ. Cháu mời hai bác vào trong ạ. Ban ngày ban mặt mà sao lại chốt cửa thế hả cháu? Khách người ta đến xong lại mở lên xong lại chốt lại như thế, người ta chán người ta không đến nữa đâu. Hay an ninh khu này không tốt lắm. Dạ không phải đâu bác ạ, có hôm nay mới như thế thôi ạ. Ừ. Vân này. Dạ. Nếu mà cháu thấy thằng Toàn chồng cái Yến bén mảng đến đây ý, thì cháu phải ngăn cấm không cho hai đứa nó gặp nhau. Thằng Toàn nó đang nợ cả một đống tiền ra, nhỡ liên lụy đến con Yến thì sao? Bác ơi, anh Toàn thì cháu chưa thấy đến, thế nhưng mà hôm nay có người đến đe dọa chị Yến bác ạ. Cái gì? Cháu vừa nói cái gì? Người ta bảo là nếu mà anh Toàn không trả tiền thì chị Yến phải gánh hết ạ. Vì anh Toàn với chị Yến vẫn là vợ chồng của nhau. Có nghĩa là người ta đến người ta bắt con Yến nhà bác rồi ý gì? Xong rồi là người ta bắt con Yến để bảo thằng Toàn trả nợ ý gì? Dạ không phải ạ. Hình như là chị Yến gọi điện cho chị gái anh Toàn hay sao ấy ạ. Cái thằng Toàn đúng là cái thằng mất dạy. Con Yến dính vào nó chỉ khổ thôi. Hôm nay em phải giải quyết dứt điểm với thằng Toàn này mới được. Cần thì vứt hết đi làm lại. Thế này ông ạ, tôi sang để nói với ông vài lời thôi rồi tôi về luôn, nên ông không phải nước nôi làm gì cả. Tôi sẽ trả nợ cho bọn xã hội đen thay thằng Toàn. Em chỉ có ngần này thôi. Chị lo nốt cho anh Toàn đi. Dù sao bọn em cũng đã có 2 năm chung sống và được coi là đã hạnh phúc. Số còn lại em nhờ chị lo nốt cho anh Toàn. Sau này cuộc đời của anh ấy có ra sao em không quan tâm nữa. Yến, em đang nói thật lòng mình đấy chứ? Em cũng không hiểu lòng mình ra sao nữa. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi và chán chường với tất cả mọi thứ. Em cầm về đi. Chị cũng đã lo đủ cho Toàn rồi. Bây giờ chị chỉ mong em nghĩ cho Toàn thêm một chút nữa. Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh Toàn làm thế. Em à, Toàn nó cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi. Chị cũng giận nó lắm cơ. Nhưng bây giờ chị chắc chắn một điều, Toàn sẽ không bao giờ quay lại con đường cờ bạc nữa đâu. Yến, tin Toàn thêm một lần nữa được không em? Em chỉ cần biết ngày mai chị lo đủ tiền để trả nợ. Vậy là em yên tâm rồi à? Yến, em đã quan tâm lo lắng cho Toàn được đến như vậy thì tại sao em không thể cho Toàn thêm một cơ hội nữa? Em có một tính xấu mà không bao giờ bỏ được. Cho dù người ta có nói cái mồm em khéo thật, nhưng mà cái mặt của em không bao giờ giấu được cảm xúc. Em khó chịu hay tức giận đều thể hiện ra mặt. Bây giờ là lúc anh Toàn phải tự chủ với cuộc sống của mình. Thời gian qua anh ấy cũng đã vất vả với công việc làm shipper cho em rồi.
Số tiền này chị có thể giữ hộ em trai chị. Em xin phép ạ.